thế mà nhanh nhỉ. Đấy em có 7 năm em mua, em đi nước ngoài về. Làm được cái vội lắp vậy à? Vâng, đây em đi nước ngoài về em mua từ năm hết, bắt đầu hết sốt là vừa bắt đầu chớm chớm sốt thì là gần qua như là hết xuống dốc. Mới có 7 năm mà đã xong rồi, cây cũng thuộc 10 năm mà chưa. 10 năm mà 10 năm mà chưa chưa đâu vào với đâu. Em không thể làm được nha, đến mức này. Nhưng mà em đi nước ngoài về là năm 2011 em về đến nhà xong em mới chính là đi mua. Lúc bấy giờ là lúc mới mua về nhà là anh bác thêm dắt mấy nhà ngoài keo vào là giải em 100 mốt em không bán. Thế xong em làm xong được độ mua được độ tháng hơn tháng thế là thôi hết không ai chơi cây nữa, bảo quả là đi sơn về. Không, cái này là quét vôi, cái bể mới này quét vôi, rồi mốc nó lại chỉ quét là quét vôi xong rồi để nhem nhem. Quét vôi à, chứ không phải là vôi, sơn hả anh? Sơn, à. Mà hôm trước em định làm quả phúc đẹp. Phúc to nhỉ? Không được nhỉ? Và quả phúc thì to, nhìn nó đầy đặn và nhìn nó cân đối. Cái bóng này nó to thì mới làm được quả to. Đấy, 7 năm rồi đã xong. Chẳng qua là cái kiểu một số về can thiệp nó chưa được được bị nặng. Nói có thực lúc mà mới lấy về nha, mới mua về là người ta đã cắt đây rồi. Cắt cụt mất gọn, mất tử, cắt mất cắt tử, đây. Cắt cái rễ trống này. Cắt chú ý rồi cơ. Người ta đem coi như là không cắt bỏ cái rễ này, bỏ con tử này. Thế là xong về mới bắt đầu mới lại chỉnh thêm, cắt thêm một tí ở đây làm. Nhanh. 7 năm là nhanh hơn gì đấy. Quá nhanh. Vâng. Năm vừa rồi này em có cây này với lại cây dao. Là mình yêu cây thì mình cứ chăm chút nó nhiều. Vâng. Với hai nữa là nhiều cái tư duy là một tay mình làm thôi. Nó nhất quán từ đầu đến cuối. Chứ còn nếu mà cứ dạ. 2-3 người làm không bị phá. Cứ 2-3 người làm xong bắt đầu là mỗi ông lại thay đổi một tí là nó lâu. Phi lao này anh mua ở đâu đây? Lâu rồi. Con này nó thuần mấy chục năm ở chậu rồi, từ 2008 đã lấy huy chương. Nhìn hay nhỉ. Mang đi triển lãm. Mới vừa rồi đây mới đây, cây thêm bộ rễ buông cho nó nghịch cây. À, phi lao cũng ra được rễ buông như thế cơ anh. Vâng. Cây gì mà dùng rễ chả nó ra. Phải không, cây này nó rễ buông nó như là xanh xi ấy anh nhỉ. Ừ, chào con. Cây này anh cũng tự ấy à? Anh cũng tự lọc đấy à? Cành bên này nó đang bị ấy à? Không, hôm trước thì em còn cái cây mẫu đơn to đây thì nó sớm mà nó hơi dọc trên là em bỏ ấy ra, bán cái cây mẫu đơn đấy đi rồi thì là giờ bỏ ra cho nó thoáng thì trước là nó hơi bị cớm. Cái này già nhỉ? Vâng. Quá ngày nhiều cây phết đấy chứ. Có cái hồ này lấy nước này tưới tốt này ông Thực à, tốt hơn nước giếng nhiều. Anh ấy có mấy cái gốc phôi già. Ai già, bác này có cái cây si à. Đơn này đơn vàng hay đơn đỏ đây anh? Đơn đỏ sao cây này lá cứ
vẫn bị thiếu nước. Thiếu nước hay là do cái ấy? Hay là do cái đây cái cây đơn mà à cây đơn kia anh ấy bán rồi kìa nhỉ? Tưởng cây đơn để cạnh cây phi lao. Cây đơn này ngày xưa là của mình hết. Vâng. À. Cứ nhượng bộ lại. Xưa ở vùng này là chỉ có mỗi mình là nhiều đơn nhất, toàn đơn to. Bác ấy có cây này xuất sắc đấy. Cái này trước anh đi lấy ở đâu nhỉ anh nhỉ? Xưa mua ở trên Phật Tích. Trên Hoàng Sơn. Rồi. Cây này là mới là cái cây mà chú làm từ bé này này. Từ ngày trẻ con. Chơi từ ngày trẻ con. Tâm huyết đấy. 40 năm rồi đấy. Thế mà trẻ con tâm huyết đấy. Là tự tay chú làm từ đầu. Vâng. Cái này giờ không biết là giao lưu bao nhiêu đây. Cái này nó khoảng tầm mấy trăm biết? Gần 200. Nó không phải giá đấy. Hai ông ấy bàn tán cái gì trong này khiếp thế. À, nhà bác này không ấy à? Nhà bác này không đi về. Đấy là tranh gì đây anh? Quan Vân Trường. À, Quan Vân Trường đang phò hai vợ của Lưu Bị đúng không? Ai đây? Bonsai, bonsai đây. Bonsai đá anh ạ. Em chào anh ạ. Nếu mà nói về bộ hành phi này là cái bộ này là mua khó vì nó thiếp vàng. Đâu, xem nào. Bao nhiêu năm rồi à, ông Thực ơi? Hơn trăm năm rồi. Các cụ hiện đại rồi nó cái sập này những sập bên kia là cùng mua một nước cùng mua người lâu lắm tầm hơn trăm năm chẳng qua là cái bên kia bị thời gian nhà quy địa chủ kia bị thất lạc đi mất một thời gian xong rồi xong lại chuộc lại ghét nhỉ cái năm ấy tự dưng quy địa chủ xong rồi lung tung hết cả lên đây chứ rối tung hết cả lên.